Hối tiếc vì điều mình đã làm hoặc là chưa làm trong quá khứ các bạn thường nói như thế nào trong tiếng Nhật? Ngày hôm nay mình đã tổng hợp cho các bạn 4 cách dùng trong bảng dưới đây. Các bạn hãy quan sát và mình sẽ giải thích cho các bạn từng cái một để sau hôm nay mình có thể nói trơn tru những cái câu văn thể hiện cái điều hối tiếc của mình nhá. Đầu tiên chúng ta có cột đầu tiên là thể hiện, là cái cách nói mà thể hiện cái việc là mình hối hận vì đã không làm gì trong quá khứ. Thế thì sang tiếng Việt mình sẽ dịch là biết thế tôi đã làm cái gì đó nhá. Thì cách nói đầu tiên đó là ba yokatta. Được chưa nào? Ba nó là thể điều kiện. Và các bạn có thể dùng cách nói là VTOKEBA VTO cự là VTOKEBA YOKATTA hoặc là VBA YOKATTA. Ok, đó là cách dùng số 1 này. Cách dùng số 2 đó là không phải là VTOKEBA nữa mà là VTOKEBA YOKATTA. Thì trong văn nói mọi người VTO cự thành là VTO cự mà chúng ta nói luôn là VTOKEBA YOKATTA. Được chưa? Rồi, tiếp tục cách nói số 3 đó là bekidatta và cuối cùng đó là udatta. Đó, cái cột này chúng ta sẽ dịch là biết thế tôi đã làm, được chưa? Thì bởi vì mình chưa làm thế nên mình mới bảo là biết thế tôi đã làm, được chưa nào? Và cột số 2 thì ngược lại với nó, mình chuyển hết về thành thể nai và nó mang cái ý nghĩa là hối hận vì mình đã làm gì đó. Và chúng ta dịch sang tiếng Việt sẽ là gì nhỉ? Biết thế thì mình đã không làm cái việc này việc kia, được chưa nào? Sẽ là gì đấy? Nakereba yokatta, nakia yokatta, beki janakatta, hay là in janakatta. Đó nhá. Còn lại, đâu là cách nói thường dùng trong văn nói và đâu là cách nói thường dùng trong văn viết thì mình cũng đã để cho các bạn ở hai cái ô cuối cùng chú thích rồi nhá. Cái dấu maru là sẽ dùng ở trong cái văn đó, đúng không? Cái dấu tam giác thì cũng có thể dùng được, được chưa? Mọi người nhìn qua bảng này rất là dễ hiểu đúng không? Thì bây giờ mình hãy cùng nhau thử đặt vào những câu ứng dụng luôn nhá. Trường hợp đầu tiên, hối hận vì đã không làm gì, chúng ta dịch là biết thế mình đã thế nào đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn những ví dụ trong tiếng Việt rồi các bạn soi chiếu vào trong cái bảng này để đặt thử câu nhá. Câu đầu tiên nào, biết thế thì hồi còn trẻ mình đã học hành chăm chỉ hơn. Các bạn sẽ dùng trong bảng 1 hay bảng 2 đấy. Nào, biết thế mình đã làm. Thế tức là gì nhỉ? Vì mình chưa làm nên mình mới hối tiếc đúng không? Hối hận vì một cái điều mình đã chưa làm trong quá khứ. Nào, hồi còn trẻ là wakai koro ni. Rồi, motto benkyou shite okeba yokatta. Ý, rồi, hay là cách nói số 2 gì nhỉ? Motto benkyou shitokeba yokatta. Được chưa nào? Các bạn đổi rất là dễ đúng không? Shite okeba yokatta, shitokeba yokatta. Ý, rồi, hay là mấy hôm vừa rồi khi mà biết điểm, các bạn nhìn vào điểm các bạn có thở dài không? Ôi dồi ôi, biết thế mình đã học hành chăm chỉ hơn đúng không? Motto benkyou suru beki datta. Cách nói số 3 này đúng không nào? Motto benkyou suru beki datta. Rồi, hay là bây giờ mình đi chơi đúng không? Thấy trời mưa đúng không? Ôi dồi ôi, biết thế mình đã mang ô cho rồi. Kasa motte kurun datta. Được chưa nào? Kasa motte kurun datta. Đó nhá. Thì bốn cái cách nói như vậy là ứng dụng của bảng 1. Dịch là biết thế mình đã làm gì đó. Ok chưa nào? Tối qua đi uống rượu nhiều quá đúng không? Sáng nay dậy vẫn thấy đau đầu, say say đúng không? Mình ôi biết thế mình không uống rượu nhiều như thế. Thì bây giờ ứng dụng của bảng số 2 thì mọi người, cái cột số 2 các bạn sẽ nói như nào ấy nhỉ? Anna ni taksan nomanakereba yokatta. Hoặc là văn nói nào? Nomanakya yokatta. Được chưa nào? Anna ni taksan nomanakya yokatta. Đau đầu quá đúng không? Đấy, biết thế mình đã không uống nhiều rượu như thế rồi. Hoặc là ví dụ như trong tiểu thuyết chúng ta có thể gặp một cái câu như là biết thế mình đã không nói những cái điều như vậy với cô ấy đúng không? Sẽ nói là Hanojo ni anna koto o iu beki de wa nakatta. Ok, và bây giờ cuối clip mình sẽ cho các bạn một chút bài tập nha. Hãy đặt cho mình một vài câu thể hiện sự hối tiếc của các bạn. Ví dụ như kiểu là biết thế hồi còn ở Việt Nam mình đã học nhiều tiếng Nhật hơn. Hay là biết thế mình đã đến Nhật sớm hơn rồi.